Hello, xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người đã đến với channel Gió Đồng nha. Hôm nay mình với Tú, hôm nay không có đi bắt chim, bắt cò, bắt rắn, bắt gì, mà là đi khám phá một cái khu, mà tôi gọi có đi vào truyền thuyết. Đó là đi lên cái nơi mà của ông Bảy Đỡm ở trước đây, mà đóng quân các bạn. Nói gì Bảy Đỡm chắc không ít người biết đúng không? Truyền thuyết về bảy núi An Giang thì gắn liền với Bảy Đỡm. À, quá trời chim. Có đường lên không? Cái đường lên rất là khó các bạn. Phá mày được không? Thì ông Bảy Đỡm thì ngày xưa thì ông gắn liền với tội ác thì nhiều hơn các bạn. Nhưng mà ông có cái biệt tài là mìn nổ không chết, đạn bắn không thủng. Và ông có, nói chung là có phép màu. Mình nghe người lớn tuổi kể về ông rất là nhiều, đặc biệt là cha mẹ mình và những người gần gần mà thường lớn tuổi mới biết. Hồi nãy mình hỏi đường ở dưới thì có mấy ông bác cũng chỉ cái đường lên, nhưng mà đường hơi xa và khó đi. Ở trên đây thì mình nghe nói thôi, mình chưa lên tới. Mệt, thở như bò á. Đi từ từ mày, đi từ từ nói chuyện mày. Ở trên có một khu đất bằng, ngày xưa là khi mà ông Bảy Đỡm mà đầu quân cho Mỹ á, là lính Mỹ ngày xưa á, thì ông đóng quân trên đây. Nói về giai thoại Bảy Đỡm thì ổng sinh ra lớn lên ở Đồng Kỳ, An Phú các bạn. Và khi ông đi học, nghe nói mình chỉ nghe kể thôi, ông đi học nói chung là phép gì đó, chỉ nghe ông bà nói lại thôi, mà đạn bắn không thủng, mìn nổ cũng không thấm. Thì ông về làm cốp ở địa phận núi Két. Núi Két chạy dài xuống hướng về núi Dôi các bạn. Ngày xưa đường đó nhộn nhịp. Thôi mệt quá, nói chuyện mệt quá. Để mình kể tiếp tục nha. Đi hơi mệt, nghỉ mệt nãy giờ. Chứ mà đang mệt nói chuyện với bạn khó nghe. Khi ông về đó làm cốp thì được một thời gian, thì bên Ngụy, ông lúc trước đó là ông không có theo phe nào á. Ông không theo bên Ngụy, cũng chẳng theo phe bên Việt Nam mình. Thì sau nhiều lần mà đánh và dụ dỗ thì ông được bên Ngụy là đề xuất là cho ông về làm cái chức gì đó mình quên này. Cũng tá gì đó chứ không thường. Thì ông chiêu mộ theo đến Mỹ mà về lập căn cứ ở núi núi Tượng này. Thì hiện giờ mình đang đi lên trển để quay và cũng như tìm hiểu về cái nơi mà trước đây ông Bảy Đỡm đã ở. Ông thì ngày đó thì gắn liền tội ác nhiều. Hầu như là nhà nào có gái đẹp là ông chỉ cần đến, cho lính đến nói một tiếng là bắt buộc cái nhà đó phải giao con họ cho ông. Nếu mà không giao thì gia đình họ sẽ xảy ra chuyện. Hồi nãy mình có hỏi chú kia, mình đi mình hỏi đường, chú nói nhắc đến Bảy Đỡm mà tao dặn Bảy Đỡm là cực kỳ mê gái. Và thật sự là chắc thêm một phần nữa, ông rất là ác. Ông có thể về dùng con ông, sử dụng con ông từ người vợ của ông, mổ bụng người vợ sống lấy con luyện thiên linh. Là cái đó về là tâm linh ha. Thì tâm linh thì mình chưa biết nó cái sự thật nó đến đâu, nhưng mình chỉ nghe ông bà ngày xưa kể lại
qua những giai thoại mà về ông á thì rất là, nói chung gì, ông gắn liền cái tội ác á thì nhiều hơn. Thì người thân của ông á, hiện giờ ở giờ hầm ngầm Ba Chúc thì còn, mình có nghe mẹ mình nói nhưng mà bây giờ cũng hơi khó mà để kiếm. Vì nhắc về ông á, ít ai mà họ nhận, họ nhận là người thân của ông. Ờ, cái giếng á, cái giếng, thử đi, đi lên đường này họ bị đuối, mệt quá. Thật sự đi đi bên nước dài bạn, là cái đường rất là xa nhưng mà đi khó mệt, như là cái đường này đầy luôn hả? Này cái giếng xây à. Đi có khúc mà hỏi trâu bò à. Cái núi dài leo vậy em không mệt bằng cái núi này có xíu vậy mà mệt quá. Mình sẽ có một cái series clip về 7 cái núi ở vùng mình. 7 núi nha. Ây da. Mỗi một nơi vậy là mình sẽ quay những cái địa điểm cũng như là những di tích lịch sử ở nơi đó. Đó. Hết 7 cái núi. Mình mong mọi người ủng hộ mình bằng cách like, share video nếu thấy ý nghĩa. Đặc biệt hơi bị mệt. Đặc biệt là nhớ ấn đăng ký để theo dõi những clip tiếp theo nha. Bây giờ mình đi lên tới chợ, anh quay cho bạn xem nha. Bây giờ hơi mệt nói chuyện nữa bạn sẽ khó nghe. Giờ tụi mình là đến đỉnh này, đến đỉnh thì bắt đầu nó đất nó bằng rồi bạn, nó ngang này, cái khu đất bằng đây chút trước là bây giờ nó đóng quân ở đây. Để mình xem coi đi lại gần cái chỗ ấm đóng quân coi như thế nào. Tấp liều có ai hết đâu, có cục đá không ạ? Nhìn ra đây chắc bằng quá hả? Cái gì? Cục đá nằm được. Bằng không? Cục đá đó bằng không? Đi chạy thử đi. Cái giếng, phải giếng giống như cái bồn chứa nước. Cục đá hay cái giường ha. Gì? Có nào chỗ đá cao đấy trời, đất bằng không? Gì? Có nào chỗ mở thì chỗ đá cao cho nãy mãi không? Ừ, chắc có gót chảnh quá. Đó, chỗ nó cao, lòng nào nó bung đó. Rồi, đi vào bến đi. Đây, tre không à? Chảy nước rồi. Đừng dông. Giờ mình đi lên thẳng lên cái đỉnh luôn, cái đỉnh của núi Tượng. Hay là bên đây mày? Hay đỉnh đây hay bên đó? Giờ mình đi lên đỉnh phía bên đây á, tại vì khi cái núi Tượng này nó có mấy cái đỉnh nhỏ riêng biệt các bạn. Đi lên đỉnh đây thì nó rất là khó đi. Và mình tại mình cũng chưa biết xác định được cái đường rõ 100%. Cho nên này mình lộn đường, bây giờ đi một dĩa đi qua bên đỉnh phía bên kia. Lên chỗ cái đỉnh, lên chỗ cục đá bự nhất á. Cục đá mà từ phía ngoài nhìn vô có hình ông Tượng. Là con dâu ấy bà, cái gì? Thấy không? Đâu phải thằng căng đâu. Ngân lục. Lục mè. Nó bò lên kìa. Mày bắt được không có quan trọng. Nhắm bắt ra được không? Vớt xuống kìa, vớt xuống kìa.
Mày biết kìa, lúc trên kia vô đọt như thế này kìa. Gặp rắn mình được theo rắn. Rắn lục mè. Ra dưới ta. Khó đi dữ ạ. À. Phải không mày? Sao tao thấy nó nhỏ vậy? Được không? Có gì nha. Đi lên tới đỉnh đây để nhìn nữa sao biết phải ở đây không? Cái chỗ ổng ở đó gì á. Ủa? Ở cái đầu tượng đây đâu? Ở đây là cái ha, cái ở dưới đây nhìn xuống là thấy nguyên cái khu dưới nè ba. Đây nhìn xuống trong mặt quá. Có mà, đem ớt mà, đem muối tiêu, muối ấy mà. Đâu còn thờ đâu. À. Đừng có đeo nó nha. Trên đây thì bây giờ là mình tới đây. Tới đây cũng là tới cái chỗ mà lúc trước bể đỡm đóng quân các bạn. Không phải, cậu đó tượng nằm tôi lôi à, không biết nằm trên này hay dưới này nè. Phải không? Phải à, đó đường thẳng dưới kìa. Nhìn thẳng lên từ đó đúng rồi. Đó đó hả? Dưới này nè, phía dưới nè. Phía dưới đó hả? Ừ. Đâu có. Cục đối tượng nó nằm thô lôi ở trên nè. Có ý lụm cái đời, cục đá đó nằm thô lôi ở trên. Đó, trên hai cục đó. Tại làm chính giữa chắc cục trên này nè. Trên đó đó. Cục đó mới là cục đối tượng. Cái này hả? Cái này chắc tôi nghĩ chắc thờ ổng quá. Tại cái khu này là cái khu của ổng mà lúc trước mà đóng quân ở đây. Ổng là tuy là ổng ác thiệt nhưng mà thật sự thì ổng có thần thông các bạn. Tục là câu chuyện về ông Bí Đỗm. Thì ông Bí Đỗm thì ông Bí Đỗm thì nói ổng là dữ nhưng mà ổng còn dưới trướng mà một người nữa bạn. Đó là ông Ba Cục. Ông Ba Cục là được gọi là giống như ông trời ở vùng bảy núi. Là ông Bảy Đỗm là đứng sau ông Ba Cục. Nhưng mà ông Bí Đỗm thì được cái người ta gắn cho cái mác là có phép thuật, có cái nói chung có cái thằng thông gì đó là đạn bắn không thủng, mìn nổ không thấm gì đó và dao cắt đứt. Nhưng mà sau một số giờ đi một số chỗ gì, người gì nói lại gì do ổng nói chung là sắp xếp cái gì đó chứ không phải là do bùa phép. Ổng có bùa phép nhưng mà dưới những người á, như những người mà mình ấy mình nghe nói là ông bà mình nói lại thì mình nghe nói là thật sự là ổng có được cái khả năng đó. Ông thì hiện giờ á, nơi ông chết thì cũng có cái mộ của ông mà hiện giờ là
nó nằm ở dưới chân núi Bà Hơm mấy bạn. Ở đó người ta tuy ổng ác nhưng mà người ta vẫn lập cái miếu cho ông để ngày ngày ai đó cũng có thể là đến đó đốt cho ông một cái cây nhang, vì chắc có lẽ là trước cái tội ác của ông thì không bao giờ siêu thoát được. Ông thì có đến 7 bà vợ, còn con thì không có thể nào đếm hết đâu bạn. Thì ngày xưa là khi bắt đầu về vùng núi Tượng này á, cái vùng 7 núi này á, mà đặc biệt là về ở khu khi mà về ở núi Tượng này á, thì là những người phụ nữ, đàn bà có con, bà có con, có chồng, thậm chí là gái trẻ cũng đều tìm cách làm cho mình xấu thiệt xấu để không có lọt vào mắt của ông. Nếu mà lọt vào mắt ông thì bắt buộc là chắc cú là sẽ bị ông cho lính bắt về. Và không chỉ bắt về xong, và khi mà ông chán trường rồi, ông sẽ cho thuộc hạ. Và với cái tội ác của ông thì chắc lẽ khi ông chết rồi ấy, ông cũng không bao giờ yên nghỉ được. Và sau khi mà ông, nói chung là ai cũng vậy, mà cứ ý lại là mình có thằng Thông thì chắc lẽ không ai giết được, nhưng cuối cùng ông cũng chỉ chết với một phát đạn của lính lúc đó là đi được không đó. Được. Tao thấy ghê vì quá, xuống rồi. Xuống rồi luôn. Xuống rồi lên á. Mà người sao tao xuống đây nè. Xuống đây hả? Chịu rõ đây giờ. Người chịu gốc rõ đây gỗ đâu rõ sẵn. Nguy hiểm gì mày? Ai dám cái gì tột lăng cụ đỡ rồi đi thôi. Ai vậy? Dạ. Chưa mày, tao không có chỗ để nè. Góc nhỏ đây nè. Tao cầm máy sao góc nhỏ. Đó. Nó bị giật bẻ. Đó. Rồi. Thôi, đỡ cho. Hơn. Nè nè cái máy nè, cầm máy cái tao xuống mới được. Ngồi ấy thiệt đừng quay hát. Đi chỗ dưới được không mày? Được. Ây da. Ở đây nguy hiểm mà, ở đây có người ta cũng đi ở đây nhiều. Thúi không à? Thúi không? Thúi à? Thúi dơi. Vô cái hang này cả. Tôi quay tôi gặp con ngắn nữa. Gặp đuôi ngắn khúc nó kêu kẹt đá. Ngắn gì? Còn ở đâu? Tôi có tiêu rồi. Phải. Xuống. Nó con khúc đuôi lớn. Khúc đuôi dài khúc mà đâu bằng ngón tay. Cái bá đạn. Xuống. Mấy cái chỗ cục đá này cẩn thận chút xíu nha. Chậm chậm. Ê. Ở đây người ta người ta xây xi măng lắm nha. Đen lù vậy? Bớt đèn đó. Bớt đèn điện lên. Chỗ này ngày xưa người ta khi mà bon boss đánh á, người ta cũng chạy vô đây trốn nè bằng. Thúi quá, nãy tôi gắn lại đây. Đi cẩn thận nha. Thúi quá. Thúi quá thúi vậy. Thúi mùi dơi. Nước chảy nè. Đậm. Có thui vậy bằng. Đá xuống nè, hoàng nó bụt. Đây có người từng ở trong này nè. Thì đó. Wow. Ý mày nãy mày gọi ở đó gì? Dơ nó bay lên nha. Bay lượm lượm trên nè. Ủa đây có miếu, đây có chỗ thợ nè. Đi xuống nè. Ở đây có bà thợ nè. Thú dơ nó bắt mày nhậu luôn nè. Thú muốn chết luôn. Mình mấy cái đá gì mấy cộng gì vậy? Cái chân mấy cộng cái cây nó dài cứng gắn nó phòng hoài vậy. Uống đi. Ủa đây có mấy người cúng luôn nè. Đi xuống đi. Không mới chát luôn. Đi xuống. Nè. Thấy không? Cái động này bự rộng hen. Ôi đây có cái giường nè. Thấy không? Ừ. Đây cái giường ngủ nè. Ôi này mới có người ta đem phòng cúng mới chắc luôn. Ừ. Ở đây người ta xây cái này giống như cái giường vậy. Vậy là cái chỗ này ở đó là chắc cứu cho ông ở rồi. Chỗ này không ở chứ đâu nữa. Ở đây là bơm đồ bỏ đâu có thấm, đá trên cục đá tao bự lắm. Ở đây có cái tối quá tối. Tôi quan vị ca. Có người kìa. Đi ngoài. Có làm gì đâu. Hả? Không có.
À, chú làm gì chú? Ở đây có phải cái chỗ của ông Bí Đỏ mà ở đó luôn chú? Ở đây là cái hang gì chú? Điện công đường. Điện công đường. Còn cái chỗ ông Bí Đỏ mà ở đâu chú? Không biết đâu. Đi kiếm gì? Con đi phim. Quay phim nó quay thúi quá thúi hoài thúi thúi chịu không nổi luôn. Đi xuống nè, nãy em đi đường lên đường kia khó lên chết luôn, tôi đi đường này phải nè. Bởi vậy hay bị cái đường này đi lên nãy cái gì nè. Ừ. Ông đi xuống hả? Ủa? Ủa? Đi theo bạn. Tưởng đâu cặp mà. Cái quỷ ông Binh đi đâu rồi? Nè. Cái quỷ ông Binh xuống chết. Ở đây chú chỉ mình qua cái chỗ cái chỗ dồ pháo binh là cái chỗ lúc trước ông đóng quân á, còn cái chỗ này chỗ điện ông gì quên này, điện ông gì đó quên này, nãy chú nói không nghe nghe mà giờ quên tuốt rồi. Đi đâu bển lợi ông đi nhanh ghê trời, già mà có đôi chân đúng là mấy người leo núi thần thục có khác ha. Dư âm còn đó thúi qua thúi đâu, thúi hồng thúi ra hoài vậy. Kì ổng nè, đi theo ổng này, đi theo chú chỉ. Cái trời này. Ờ cái trời đó. Hỏi không ơi. Ở đó quá. Ui. Chú. Đi giờ nào chú? Chắc đi theo ổng quá. Đi theo luôn đi. Ta cày vô ăn được thúi luôn. Hút cái trái vô vậy. Tính. Ông nói gì vậy? Không nghe được. Đi xíu hỏi ông ơi. Nghe cái chòi này đưa lên ha. Ơi cây bông gì ta? Kìa, quá trời luôn. Có đường. Được. Là tốt đường này tốt. Dạ, chưa tới. Đi đó cái chỗ chỗ che cành đá không à? Bên đó nè. Cái miếng bạc á. Dạ. Dạ. Lính đóng đây hộ bình bắn ha. Con nghe mấy người lớn nói lại con kiếm đường đi mà con không có rành. Con ở dưới lật quới lên nè. Dạ. Tại cha con có kể với mấy ông chú đồ có kể, con muốn đi quay chia sẻ với mọi người, giờ người ta xem đó, mấy người khán giả với mấy fan. Chú còn đi còn khỏe hơn mình hết không? Chú đi leo núi quen này. Cúc mini. Đi xiết này ngắm. Đi xiết này chú. Đi nhanh ghê luôn nha. Đi không lại giống không?
Dạ. Dạ. Dạ, nguyên cái mặt đó là lưu cốt đó chú. Chu Di đây trên đồi của nó đó. Dạ. Nó có đường nó đi vô. Dạ. Đó đi vòng 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 vòng. Dạ đi cùng anh. Khó không đó. Dạ. Con cảm ơn chú nha chú. Dạ. Đây nè. Đây là cái chỗ hồi đó ông bị đổm nóng quân các bạn. Dạ. Ở đây thì chú nói ở đó là nơi này là đặt hai cây pháo binh. Hai cây pháo binh để bắn xuống dưới đồng bằng các bạn. Hai cây ổng nó chà bá luôn, không biết bao lớn mình không biết. Mà ở đây bây giờ thì không còn nữa. Hoang sơ hết rồi. Chỉ còn phía dưới còn mấy cái miếu. Trên đây là mũi siêu mũi luôn. Thôi còn lại cái còn lại bác đỡ. Dễ còn lại bác không? Tu đem về hết thì dễ. Giác lại bác gì nhỉ? Có đây còn IT vỏ đạn cho mình không chắc dễ bị lụm hết rồi. Người gà thì mình gà hết rồi. Gà người ta đem về hết. Trước khi cha mình đi á, cha mình có dặn là gặp cái gì đó là lạ đừng lên móc, đừng lên môi lên. Móc môi lên là mệt á. Giống nó vậy ạ. Giống nó. Thử cái này. Nó có mùi gì? Đập thử đi. Phải nó không? Nó đó. Không phải à. Cái này thử ẻ quần luôn. Con này mùi nó không bình thường lắm. Mình cái trái bình thường ăn nữa thôi. Thôi bây giờ mình đã đến nơi được cái chỗ ông Bảy Đổm ở, chỗ ông ở chú ẩn đó bạn, và cái chỗ đóng quân là chỗ pháo binh nè. Hơi bị mệt, bây giờ nghỉ mệt và mình sẽ tiếp tục quay cho mấy bạn biết về cái khu này thêm vào tập sau nha. Chào mọi người. Bye.